Chào thầy và các bạn đang xem video ạ. Em xin trình bày bài làm của mình. Bài 64. Giải phương trình bậc nhất AX cộng B bằng 0. AX cộng B bằng 0. Giải phương trình bậc nhất đầu tiên chúng ta sẽ khai báo thư viện sao in cứ yesterday.io chấm h sao in cứ con io chấm h viết bước một là viết chương trình con giải phương trình bậc nhất, giải phương trình bậc nhất forward bậc nhất forward bậc nhất forward a biến a forward b if nếu a khác không thì ta sẽ in ra phương trình có một nghiệm đó là x sẽ bằng phần trăm 5.2 plus kết quả là x là bằng trừ b trên trên a. Ngược lại nếu a bằng 0 và b cũng bằng 0 thì sẽ in ra phương trình có vô số nghiệm ngược lại b bằng 0 ngược lại nếu ngược lại với b bằng 0 tức là b khác 0 thì phương trình vô nghiệm. Return thì đó là viết hàm chính. Void main forward khai báo biến a biến b pin nhập a phần trăm f và a tiếp đó là pin nhập b scan phần trăm f số thực và b tiếp đó gọi hàm con bậc nhất và cuối cùng là get kiểm tra xem có lỗi hay không tiến hành chạy.
cho phép bài tập 64 chạy. View sẽ là tiếng Anh chạy. Ta nhập b a bằng 0, nhập b bằng 0, phương trình sẽ có vô số nghiệm, hoàn toàn chính xác. Tiếp nhập a bằng 3, b bằng 5, phương trình sẽ có một nghiệm, vậy là hoàn toàn chính xác. Em xin kết thúc video này ở đây. Cảm ơn thầy và các bạn đã xem.